ông bây giờ cần địa chỉ, bà có lương không có lương, thoải mái tiêu. Rồi, mình gieo đây rồi. Có nhiều cái thịt đường của huyện đeo này. Không bà lương thừa, anh hai bà đi con. Lương gọi là ăn sáng. Đeo đúng là làm gì đó, trong đấy. Không phải gọi này. Lúc bảo mình cũng là... Thằng này thì còn muốn thằng này thì hơi vất vả thôi. Nhà vợ mất thì bách hai đứa con.